Đâu nay vô tình đi chơi thấy dân công địa đạo cả nhà ơi. Vừa làm khó xem. Mấy gì có lỗ tai heo hay gì đó. Thôi móng cuốc à. Cũng quá thật ơi, con cuốn cái gì? Sao? Nè đầu làm đi cầu rồi nha ơi. Nhìn cầu bỉa. Có việc. Khúc này trước đi, khúc đó con chết chú ơi. Khúc này nè. Bắt tay hết giá đi. Tạm vô đâu phải đâu. Có gì dưới ông chúng ta chết á. Cây cối không à bà. Có sợ ba miễn này. Miễn miễn không có rồi. Miễn có mà sợ ấy á. Cái này con chỉ á. Con chỉ quá lên là ngon. Có cuốc luôn nữa, kéo mé ngon nữa. Rồi bắt đầu mấy anh em đang đào địa nha cả nhà. Đào địa đó. Đào địa nuôi cá sấu. Cây bộ dây gì vậy ta? Cây gì là bá đi. Gắn lượng với á. Giờ là phanh bè nè mấy cái nhà ơi. Cái này nó không lớn, nó nằm đây. Cũng là giữ ra hoài. Nãy rồi kinh xe cái máy chất cỏ. Bổ xăng vô bơm. Chưa có người ở hết ta. Cái nào? Dì Tư bữa đó mượn đông không dì Tư? Hả? Mượn nhiều người không? Đừng có mượn chi nhiều phải không? Đừng có mượn nhiều. Mà không có ai đâu mượn nhiều. À, đừng mượn nhiều, cái này không có gì mượn để mượn nhiều nữa. Có ăn thu đất với ừ. Với
mượn nhiều mất công, này kia nó nhiều hao tốn nữa. Này không có gì nhiều thôi. Cái băng này được làm được rồi, đây đâu có gì đâu. Hôm qua chửi mọi đây nhậu nữa hả? Ừ, anh em không á. Bữa tôi tốn luôn mà, tốn đây nè. Bữa nào kiếm lại ông thầy cho ông hơn vé đi. Em ổng chửi chứ không phải gì tôi chửi đâu. Ông kẹo em ổng chửi gì? Cái ông đất anh hết. Làm gì chửi? Chửi làm lâu quá. Kêu ông gắn đi ông chính rút xuống đây ở. Có mà thắng vô thêm. Mà thắng không à. Mình mất quên hết đi rồi tính, ghen không gặp né rồi nè, cái vuông đẹp bẹp chứ. Gắn cái lương gì vô cả nhà ơi. Ôi đợi không có gắn lương cả nhà ơi. Gắn rồi mà đừng có lương. Đây đồng dứa nha. Đã xuống dưới nhà ơi, nước mặn xuống biên giờ cưa đỏ đó rồi, thành chuyển mini rồi. Đầu đề nữa cá. Chưa, chiều ấy không có lạnh gần khúc rồi, chiều khúc nữa đừng về gáp lại chỉnh lại. Lấy đất nữa mới được. Được. Múc hồi sáng ngầm múc lên, dục lên. Cây. Mít. Thì hôm nay tính đặt sầu riêng hay gì nè? Chết rồi đó. Chết rồi hả? Đặt rồi mà chết rồi. Ở đâu gì từ? Đang đâu rồi, mất tiêu không nghe tiếng gì rồi. Nằm nắng kìa. Không may chuyện đâu quỷ chết rồi. Kinh cây lên. Cái cây bắt ngay đây đắp ngay đó đó, cái nó không chảy xuống. Cây không? Dạ. Nó dài không? Đừng có cây mít nữa đó. Mít. Mít là dừa. Mít. Mít. Mít hả? Đây có đầu mít đây là. Mà nó chắc thì 50 con chứ gì trời. Trời ơi 50 con dữ hả? Vừa. Chứ nhiều. Chặt nó. Con nhỏ có ba mấy con rồi nó quần cái không trời có ơi, vậy mà không 100 con chưa phải hủy nó. Ôi bà ơi 5 con phải đào ra thêm á, nó quất 2-3 bữa cái đìa là khúi luôn à. Này nó có dồi rồi, phụ nâng lên coi có thê được không, không hai ông kia phụ ơi, phụ nâng đầu lên kéo luôn coi không có, nói cục quá biết sao, kéo lên đi việc lấy mấy cưa nó hiện để cho nó cao lên nước á. Bắn gì đó
vậy tôi khúc cái dưỡng khúc này dài quá đâu có đánh được, tôi khúc ra kéo mọi đi rồi cắt đi rồi đợi hai đợi đẩy lên độ chừng 2.5 m 2 m gì á, cắt cho nhẹ ở dưới, đẩy lên nè, phụ đây đẩy được rồi, tao lên bờ mày ở trên giữa đi. Nhậu bao nhiêu lít rượu mà cái này cứ ngồi đẩy. Ủa mình chỉ đợi tôi vô kinh rồi mà chứ hả? Chú nó bệnh thiệt chứ. Mẹ đẩy. Trong nội đủ mới đứng bờ trọng khu nữa chứ. Rồi rồi rồi. Nè lên ăn miếng nữa. Thôi được rồi, cắt ra kinh cho dễ. Rồi. Cũng có lý. Để ngang đây khúc nè, để đây khúc nữa rồi. Nghe chẳng kêu luôn nè. Giờ giật máy cưa cái cây này để mình tấn ở đây nha cả nhà. Máy cà lăm mà chờ cho nó chỉnh lại đi. Máy nó bị cà lăm á. Ôi sáng làm đây không xuống gì tơ. Xuống rồi coi mồi màng đâu xin ta làm cho ta. Ờ gì cái gì có chợ không mở thì đông xuống đây ngồi được cho xơm xơm chứ. Chị đặng luôn. Chủ nhà đó. Nhà sáng giờ không có đây nhà ơi. Ừ. Vỡ giảm vô không em? Gì? Vỡ giảm luôn á. Ừ, cái này đây đắng này nha. Đắng này gì bà Tư? Đứng đây đầu đầu lấy cái giá hồi đầu hai bên đó. Lấy cái giá đầu hai bên cho âm xuống. Giữ lại chứ. Giữ lại chứ đi. Gì? Đúng không? Tơ cái gì? Để đây sơ sơ rồi chừng nào tới đâu rồi tôi. Nãy tôi mẹ dưới này nè, để mẹ dục đây. Thì để từ từ đi. Bây giờ cái vụ nhậu chết. Chết chưa? Ủa. Vừa hiền. Ta kêu nhậu dục lên đó được rồi, để cái ba cái dơ nha. Nhậu này à, từ từ đi, từ từ để ra đây từ từ tôi khiêng cho vô ngay chừng nào tôi bỏ rồi tôi khiêng vô lần lần đó, không sao đâu. Khô đi dọn. Giác không à. Cái gì có cái giác nè. Rồi sợ dục văng tùm lum cái đó biết không? Cái này không đào âm vô tủ của. Để âm xuống ở đó gì ê. Âm xuống ở đó đi. Dễ dễ dễ. Âm ở chỗ đó kìa. Để cái tay chân tôi nằm. Làm cho nó danh lại cho vuông lại. Nhưng mà dục dỗ dưới dục đây cũng được nha. Ở dưới đi. Nãy tôi không dám nhổ rồi, tôi không nhổ ngoài đường đi sao mà. Nhổ đi muốn tầm lại. Ừ, nhổ tầm lại. Tổng bao nhiêu chích? Nhổ đi rồi bỏ để đắm tôi để ra tôi mát cho tôi rồi tôi mai chịu. Tát què đâu cản được đó, đó. Nước lớn, cạn cạn. Không có tát thử vài cái đi rồi biết rồi. Nước đâu lớn lớn rồi vàng nào lấy lọc nhổ rồi ở nhổ đâu rồi muốn dục cái rồi sáng đất lên đó rồi ấy chỗ nào trồng chỗ nào được mình trồng đặt bọng đủ qua lộ. Bà nước cảnh có ai kêu ra đặc bổng lãnh có đặc bổng có không có mày đâu cản chưa đặc bổng có không có qua lộ ấm kiệu lắm nhiêu qua lộ là ấm kiệu qua trong đó nha đi đặt ngoài lộ nào cũng rồi bên đặc bổng mượn bên đặc bổng á nó đang lên mà tá không được đâu biết đâu có cơn cát được đâu nước tự nước không có mấy lần có lên mới có để nó khỏi vô đó được không được không được không nhiều thì quất hơi đi rồi làm hơi còn mai hóc bả chứ á phân không nắm ba cái này về ai vậy biết không lọc rồi xuống làm thôi khoảng nó ướt làm luôn biết quên rồi mấy em này đang thắng nha ơi đang đầu đìa nè kết cục đó giờ
Rồi hình như là vậy á. Tì màu lớn ha. Cái tê á. Ăn cho nhanh. Để luôn cái dầu. Này khi nào luôn á, ở ngoài kinh cạn đây đè này cạn luôn không? Cạn á. Cái chừng cạn luôn á, sâu sâu một tí. Ủa, nước vậy rồi sâu được. Cái này nước lớn quá ha. Cái này nói gì cạn nữa, lớp nữa. Hốc, cạn ướt, lớp lên thôi là đã đủ rồi. Cùng. À, cày dính dưới ta. Nước chanh á, nghĩa cái nước chanh, nước chanh nó quậy đổ đó ra. Ừ. Việc mới lớn rồi. Việc bỏ đây, thôi được rồi, đứng cái đó, đi vừa không à? Giờ cũng hoàn thành rồi nha cả nhà, xong cũng trong cái đè đó. Chiều cực chút xíu mà được cái đìa mình nuôi như cá đừng với là mình để cầu đồ mình đi cầu đồ cái gì ơi. Mình nuôi cá rồi có cá rồi ăn mà chơi. Có hay không? Đó. Rồi cũng sẽ anh em nào có đìa. Nhu cầu đìa liên hệ với tôi. Tôi bút giùm mà, chứ tiền bạc nữa. Không chắc nói vừa nay chắc người ta mới mốt giùm như vậy được rồi. Lát mình vô rồi tính tính lên nó nhậu nó làm cho này nước nó cạn hết xuống một lan nó đã luôn. Ừ. Quá rồi nước rồi đã chiều có đèn, cái đèn này bên thiên nè hồi hôm ba người cũng khai hết rượu. Mày sao mà quay ra rút ba cái bia. Mày thôi cho già không nhậu chứ đủ bài hồi lá mày uống. Ba người uống hai cái bia. Thôi cũng xong rồi, rồi thôi clip mình kết thúc nha.